Đây, xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm tàu quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm một lô con nha anh em. Lô con này lô câu tay gồm 14 cây chất liệu liệu carbon. Thì sẽ có phần bên đây là phần cần câu gấp khúc nha anh em. Chỉ cho anh em câu go, viết câu chép, câu cảm giác. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán hàng lỗ không đóng clip lên đó thì anh em gửi lại em. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần gấp khúc nha nè. Cây gấp khúc thì cây này nó còn nút đây, hai nút còn. Thì dòng gấp khúc này thì chuyên cho anh em câu gô, câu viết nha nè. Dạy bánh cảm giác thôi, đó. Cán người ta đã chạy keo rồi. Cần đẹp nha nè, nó cần đẹp. Đây, đó. Đây, ngọn nó đây, đó. Hàng nguyên sinh nha nè, nguyên sinh nguyên kiện luôn. Chất liệu rồi carbon, hàng nội địa nha mọi người. Đó, cái này em lấy từ thị trường Nhật về. Thì đọc nó đọc chống sắn nha nè, đọc chống sắn. Thì cái này dài 2m4. Dài 2m4, thu gọn là 87cm, nặng là 55g. Thì cái này đọc của nó là 1 ly 2 nha em, đọc 1 ly 2. Cái độ cứng là tầm khoảng 3H3H gửi nha mọi người, 3H3H gửi. Thì cái này về anh em câu gô câu viết nha, câu giải trí thôi. Đó. Rồi, giá cây thứ nhất giá là 800 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người quẳng một cây cần gấp khúc. Đó. Thì đây tên nó đây, nó hàng này quẳng là một hàng kiện Nhật, em mới từ Nhật về. Gốc nó. Thì cái ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Đó. Đa phần mấy cái này ngoại hình ok hết. Núp chụp có. Có một cây số cây núp chụp thì được độ lại thôi. Đó. Đây. Đọt đó, đọt carbon nè, đọt carbon. Đó, chất liệu là carbon. Thì cây này dài 2m8 nha nè, dài 2m8. Đây, thông số của nó 2m9 nhưng mà đối với cần gấp khúc á, nó sẽ nhỉnh hơn một tí là 2m8. Thì anh em rút vô rút ra, nó sẽ trừ hao cái độ đó. Đây, đó. Thì em đo bằng thước thì 2m8 thì em báo anh em 2m8. Hàng nguyên sinh nha mọi người. Đó. Thì cái này quẳng về cho anh em câu gô, câu viết, câu giải trí thôi. Đó, câu chép, dạng lên cảm giác, mấy cây đánh cảm giác này khỏi chơi. Đó, câu cảm ơn. Thì cái này nặng là 50g, dài 2m8, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H thôi nha mọi người, 2H giữ thôi. Rồi, cái này thu gọn 100cm, giá công khai là 900 nha, cây số 2, 900. Tiếp theo cây số 3, tất cả cần này đều cộng xếp hết nha mọi người. Đó, tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 là một cây sơn giả trúc, cây này vẫn gần nút luôn. Nút này là được nó nhiệt độ lại, thì Sam để quậy. Đó. Đây, cán cây này đẹp nha mọi người. Đó, cán cây này đẹp sạch sẽ. Thì cái này quẳng 2m9 nha anh em, 2m9. Sơn giả trúc. Đây, tên chữ đây, cái này thì em cũng bó tay luôn. Chất liệu carbon anh em, sẵn đây, đó, sơn giả trúc carbon sẵn. Đọt đây mọi người, đó, đọt carbon đặt nha. Đó. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ nha mọi người, đó, không lỗi lầm gì hết. Tất cả đầu lóng thì ok hết. Thì cây này em đo là 2m9 nha anh em, 2m9. Thu gọn 108cm, nặng là 74g. Đọt 0.6 nha mọi người, đọt 0.6, độ cứng tầm khoảng 2H nha mọi người. 2H thôi. Thì cây này về anh em vẫn cho anh em câu gô viết chép nha. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 1 triệu. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người vẫn một cây hàng gấp khúc nội địa. Đó. Như là cây này 3m3 mà chiều dài thực của em, nó em đo nó là ra 3m4 nha anh em. Nó thì cái độ rút nó vô nó vẫn hao hụt nha. Giống như anh em gấp vào đây, đó, vẫn có độ hao hụt của nó chứ anh không bao giờ gấp hết đâu nha mọi người. Đó. Thì cái nào gấp hết vô thì nó sẽ bị gơ rồi. Đó, đây. Hao hụt lên tới trên luôn. Đây, để soi cho anh em xem cần. Thì cần rút thì anh em sẽ rút ra không đủ mét so với nhà sản xuất đâu. Đó, tí là cần nguyên sinh. Đây nè. Cần còn khá mới nha mọi người. Đó. Quăng carbon nha anh em, vẫn sẵn quăng carbon rõ ràng nha. Đây, đó, đẹp đẽ nha mọi người, đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Đó. Thì cái này về anh em câu gô viết thoải mái nha, gô viết câu chép, câu giải trí, câu hồ dịch vụ á. Đây. Và anh em thích đến cảm giác thì đánh cảm giác mấy cây này, cực kỳ cảm giác luôn. Em vẫn có mấy cây để nhà công.
Thì cây này dài 3m4, thu gọn là 92cm, nặng là 70g, rọt là 0.6, độ cứng ra tầm khoảng 2H, hạt gửi nha mọi người. Rồi cây số 4 giá 1.6 nha, 1.6 cây số 4. Mở nha anh em, mới đẹp để sạch sẽ, quăng carbon nè. Rồi tiếp theo cây số 5. Cây số 5 em lên cho người quẳng một cây gấp khúc. Đó, cây gấp khúc. Thì cây gấp khúc này quẳng một hàng carbon, hàng sơn giả trúc cho anh em. Đó, cây này thì có 4 khúc. Lấy ra cho anh em xem. Thì cây gấp khúc này dài là 3m69 nha anh em. Đó. Cây này cắt là 3m6. Đây, còn rất là mới anh em. Đó. Chui cán còn rất là ok nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây, tên ở đây. Đó, anh em biết thì anh em dịch giúp em. Sơn giả trúc nha nè. Chất liệu carbon sơn giả trúc. Chia cho anh em Google viết câu phi, câu câu dạng câu cảm giác. Câu chép, câu cảm ơn. Đó. Rất là ok nha nè. Đó. Đẹp nha mọi người. Rồi, cây số 5. Thì cây số 5 dài là 3m69. Cây này thu gọn là 103cm anh em, 103cm, nặng là 65g. Đọt 0.7, độ cứng cây này ra tầm khoảng 2H gửi nha nè. Đó. Rồi, cây số 5 giá công khai là 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho người vẫn một cây hàng gấp khúc. Thì có cây này đọt bự, độ cứng nó hơi cứng một tí. Đó, cây này quẹ anh em câu chép. Thì cái này vẫn một cây hàng nội địa nha anh em, em lấy từ Nhật về. Đó. Thì cái này 3m9 nha anh em, 3m9, cán phủ keo gõ gàng. Sơn giả trúc, hàng carbon nha mọi người. Đây, lấy ra cho anh em xem. Dạng cần gấp khúc này về được cái nó tạo cái cảm giác nó rất là ok luôn nha. Đó. Đây, đó. Hàng đẹp nha anh em. Đó. Hàng đẹp nha mọi người. Đó. Thì cái này dài là 3m9 anh em, dài 3m9, thu gọn là 110cm, nặng là 80g. Thì đọt cái này là đọt 1.2 nha anh em, đọt 1.2. Thì độ cứng nó ra tầm khoảng 3H đến 3H gữ. Thì độ cứng này thì đánh chép ok rồi, đó, đánh chép cực kỳ ok luôn. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu cây số 6. Rồi, điểm ba bên đây. Qua hàng rút. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây hàng của Suzumi. Đó. Thì cây Suzumi này chất liệu là carbon nha anh em, hai carbon. Thì ngoại hình nó tương đối sạch sẽ mới nha mọi người. Đó. Thì cây Suzumi này thì dài 2m7, thu gọn là 105cm. Nặng là 55g nha anh em, nặng là 55g thôi. Đó. Đọt là 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H cử nha anh em. Đây. Chất liệu carbon nè, nút ở đây. Đó, 3 khúc nha mọi người. Đó. Cái dạng này về anh em Google nha anh em, Google viết cá phi, hoặc câu gần bờ. Rồi, giá cây số 7 giá là 800 nha anh em, 800 cây số 7. 2.7. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cái hàng nội địa Tokyo Carbon. Đây mọi người, đó, cái này dài 3m anh em, tem đây, đó. Chất liệu là carbon sáng chim. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Thì tất cả những cần này còn túi hết nha anh em, còn túi hết. Anh em mua cần tay này em gỡ túi tặng cho anh em. Thì cái này dài 3m anh em, dài 3m, thu gọn 108cm. Nặng là, để em xem cái này nặng là 55g anh em, nặng là 55g. Nút chụp đầy đủ hết nha mọi người. Chất liệu là carbon, hàng nội địa. Vẫn là một chất liệu carbon sẵn nha mọi người. Đó. Thì hàng này về anh em câu gô, câu viết, câu cá mương, câu chép phì thoải mái nha. 3m câu gô đồng. Thì cái này dài 3m. Đọt là 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H thôi nha anh em. Đó, giá công khai cây số 8 giá 1.2 triệu. Đẹp nha mọi người. Tokyo Carbon. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em ra cho mọi người một cây hàng thương hiệu của Elta. Thì cây Elta là dạng carbon sáng quăng nha anh em. Đó, carbon sáng quăng, rất là đẹp luôn.
Còn nút chụp đây đó. Tất cả hàng em bán ra cho anh em kiểm tra hàng trước hết nha mọi người đó. Hàng Elta này thì hàng của Korea xuất Nhật, cho anh em hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Thì cái Elta này dài 3m9, thu gọn là 103 cm, nặng là 95g nha anh em, nặng là 95g, chất liệu là cực liệu carbon sắn đây. Ở đây nữa sẵn găng gốt hết nha anh em đó. Cực kỳ đẹp luôn đó. Hàng này về anh em câu chép câu phi nha mọi người, câu chép câu phi câu mương, câu cá mương á, thoải mái luôn đó. Rất là đẹp luôn mọi người. Không chạy vào đâu được hết à, bao đẹp luôn. Thì cái này đọc của nó là 0.7 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 2H gửng thôi. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 1.4 triệu nha, 1 triệu. Ố, cây số 9 nha anh em, cây số 9 giá 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 em lên cho người một cây hàng của Olympic. Thì dòng Olympic này dòng thương hiệu nội địa nha mọi người đó, có đầu chụp rõ ràng còn luôn à, chất liệu carbon sẵn nè, phôi sẵn rất là đẹp luôn, ngoại hình còn cực kỳ ok luôn nha mọi người đó. Ngoại hình cây này giờ tầm khoảng 93%, 93-94%. Thì cây này dài 3m9, thu gọn là 110cm, nặng là 100g nha anh em đó, nặng 100g. Vẫn là một hàng chia anh em câu gô, câu giết, câu chết. Phôi carbon sẵn thì khỏi chê đâu hết, rất là mở nha anh em. Phôi carbon sẵn thì khỏi chê đó. Rất là mới luôn. Thì bao lỗi lầm nha nè, bao lỗi hầm nằm hỏng hóc nha đó. Quá đẹp, thôi quá đẹp luôn. Thì cái này nặng 100g, đọt 0.6, độ cứng ra tầm khoảng 2H gửi nha nè. Rồi giá công khai cây số 10, giá là 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 em lên cho người là một dòng cần nội địa. Đây tem nội địa đây đó, tên ở đây đó, màu đây nè, mà chứ em không biết đọc cái chữ Nhật này luôn đó, em cũng thua. Em lên mạng sạch thì cây này nó là cứng đều như này, dạng cứng đều, dạng đánh chép nha. Nó có đầu chụp còn nè, carbon sẵn đó. Đây nè, đó, cứng đều đánh chép, còn nút còn nhẵn luôn. Thì cây này dài 3m9 nha em, dài 3m9, thu gọn cây này, cái này nặng là 110g nha em, nặng 110g, thu gọn là 97cm đó, thu gọn là 97cm. À, chất liệu là carbon, dạng carbon sẵn đó. Rất là đẹp nha anh em, đọt đó, đọt carbon luôn nha anh em, đọt long phụng. Đây, khúc trên đây là khúc đặc, ở đây là khúc carbon nè, đó. Đọt long phụng này nó chịu lực tải cực kỳ cao nha mọi người, nó lực tải cao, dạng đánh chép thoải mái nha. Sẵn khỏi chê à, đây. Có khúc này nó hình cái bông sơn một tí nha mọi người, sơn thôi nha, không ảnh hưởng tới phôi. Đây, đó. Gỗ sơn một tí thôi, lớp sơn bóng ở ngoài thôi đó. Tất cả còn lại là đều ok hết trơn nha mọi người đó, rất là mới luôn đó. Bao mới với anh em luôn nha, hàng nguyên sinh nguyên kiện nha mọi người. Thì cái này về cho anh em câu chép nha anh em, dạng săn chép rồi. Thì cái này đọt là 0.7, độ cứng ra tập khoảng 3H nha anh em. Rồi giá cây số 11, giá là 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu hàng nội địa. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 anh bên cho mọi người là một cây Tebu. Thì cây Tebu này một cây hàng nội địa anh em, dài 4m5, con số cực kỳ chuẩn. Còn nút thì cây Tebu này 4m5, nặng là 125g, thu gọn 107cm đó, đọt là 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H đến 2H gửi như nè, 2H gửi, chắc lại là carbon sắn, sắn chìm, sắn chìm, sắn quăng đó mọi người, đây, đó đây, phổi đây, sắn thế này thì khỏi chạy đi đâu hết nha anh em, rất là đẹp luôn.
Dạo này anh em về câu chép câu viết thoải mái nha, câu chép câu viết câu phi. Đó. Tem nó để nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 1.400.000 luôn nha mọi người, 1.400.000 cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 là một cây cần nội địa nha anh em, nó tem nội địa ở đây, đó, tên nó đây. Nói với cây này cũng dạng một cặp nha anh em. Đó, đây. Đó, dạng cứng đều nha. Cứng đều. Lộn. Cứng vừa thôi chứ không được cứng đều, cứng vừa. Đặt bon sẵn. Đó, găng guốc đồng chụp nút còn. Đó. Rất là ok nha anh em. Tem nội địa. Thì cái này dài 5m4 nha anh em, dài 5m4, nặng 160g, thu gọn 106cm. Đọt là 0.7, độ cứng gơ tầm khoảng 2H đến 3H nha anh em, 2H đến 3H. Dạng chi anh em săn chép nha, săn chép đến cảm giác. Coi cặp bông sẵn. Khá đẹp nha anh em. Đẹp mê ly luôn á. Đẹp hết nước chấm luôn. Thì cái này đảm bảo nên là nguyên zin nha nè, nguyên zin, không lỗi lầm gì hết. Sẵn nè, khỏi chê đâu hết nha mọi người. Rồi, cây số 13, giá là 1.600.000 nha mọi người, 1.600.000 13. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 14. Cây cuối cùng cây số 14 là một cây hàng carbon Tokyo, hàng nội địa nha mọi người. Đây, nó với cây này một cặp. Đó. Đây, nó đây. Đó. Carbon Tokyo. Thì cái này dài 6m3 anh em, 6m3, tất cộng đồng là 7 lóng. Thì hạng carbon sẵn nổi nha anh em, carbon sẵn nổi đây. Trong clip anh em cũng thấy nó sẵn nè. Đó. Sẵn găng guốc nha anh em. Thì cái này dài 6m3, nặng là 210g nha anh em, nặng 210g, thu gọn 100cm. Thu gọn 100cm. Thì cái này độ cứng nó nhẹ thôi, độ cứng ra tầm khoảng 2H gửi thôi anh em. Đó, 2H gửi thôi. Cho nên câu chép, câu gô, câu viết. Carbon sẵn nha anh em. Đó, carbon sẵn. Đẹp nha mọi người, đẹp nha. Để xuống đây. Đọc carbon đặc nha nè, đọc carbon đặc. Đó. Sẵn đẹp mọi người, sẵn gần guốc đẹp luôn. Đó. Sẵn thế này khỏi chê đâu là thích mọi người, hàng loại đẹp. Thì cái này đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H. Nghe mọi người, 2H gửi thôi. Rồi, giá công khai cây này là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000. Cây số 14 1.400.000 nha. Rồi, đó tổng cộng 14 cái cần em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào chốt để loạn số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.